cuộc chạy rồi thì phía trước chúng đây là rất là nhiều mọi người đã bắt đầu xuất phát và phía sau rất là nhiều. Trong cái cuộc đua này thì có hơn 5.000 người từ mọi miền tổ quốc đổ về. Thì sẽ có hơn 5.000 người mọi miền tổ quốc đổ về, và ngày hôm nay thì có dài 5 km, 10 km, 21 km, 42, 70, 100. Và bây giờ thì Dung Nhân Dĩa đã chạy đến biển hồ, bờ hồ. Ở đây có biệt danh là xịt đó hả? Xịt chống nắng hay gì? Xịt đau chân. Xịt đau chân đó hả? Không có rồi. Hello. Và đây là mình chạy được bao nhiêu km rồi chị? 8 cây. 8 cây hả? Quay giùm em xíu. Quay giùm em xíu. Vừa đi vừa đấy. Dạ, và đây ở đây là khu vực đây gọi là biển hồ. Đôi mắt Pleiku. Mọi người khi mà nghe đến bài hát Pleiku biển hồ đầy thì đây là cái biển hồ mà mọi người vẫn thấy vẫn nghe trên bài hát. Phía trước chúng ta đây là rặng thông cũng như là con đường dẫn vào biển hồ. Thì bây giờ Dung lại tiếp tục cuộc hành trình của mình. Bây giờ đã được 1/3 rồi. Bây giờ thì đã được 1/3 rồi. Tiếp tục thì mình sẽ còn mười mấy km nữa. Hành trình của Dung là 21 km, mình chỉ còn có 13 cây thôi. Mười ba cây. Ô mà đi lúc nào nhanh vậy? Dạ em đi lúc nào nhanh vậy thì em chạy theo chị mà. Bây giờ đoàn trước 42 cây là đã cả 100 người chạy trước rồi, bây giờ còn lại có 7 tên phía sau thôi. Chạy 21 cây. Còn chị Mai nữa hả? Mai đằng trước hả? Chị Mai 21 hả? Chị Mai. Và đây là con đường mà Dung Nhân Dĩa đang chạy. Thì phía trước chúng ta đây là đồi thông và hai bên là nhà như thế này của người dân. Và đoạn đường 21 km thì đã được quay đầu để chinh phục được một cái mục tiêu. Mà đầu tiên 21 km thì nó cũng không phải là quá khó khăn, nhưng mà cũng không phải là một cái gì đó dễ dàng. Và một điều nữa là mình cần phải kiên trì, cũng như là mình cần phải tập trung vào mục tiêu. Có những lúc mà chạy khoảng cỡ 8 km thôi thì mình đã cảm thấy mệt, và chân và đầu gối thì đã bắt đầu mỏi rồi. Thì lúc này mình cần phải nghĩ đến điều gì để cho mình tiếp tục. Và bây giờ mình sẽ tiếp tục nha. Và bây giờ là tiếp tục. Có thể là được mười mấy km rồi đó, không biết nữa. Giờ bắt đầu là người Linza rồi. Bây giờ bắt đầu là bùng bệt là... và như Linza đi ngoài đường. Cố lên em. Lên. Và bây giờ là thì mình không còn chạy bằng chân của mình nữa, mà mình chạy bằng lý trí rồi. Bây giờ là bắt đầu chạy bằng lý trí rồi. Chạy bằng lý trí. Chị có thể gỡ cái mặt của chị ra để cho mọi người thấy mặt không chị? Chờ một chút nha. Chờ một chút nha. Để cho Linza gỡ khuôn mặt ra. Và trên cái cung đường chạy ngày hôm nay thì Dung có đem theo để đây chị Nga sẽ cùng chạy trên cái cung đường 21 km với Dung Nhân Dung Dĩa. Nắng quá à, mọi người ơi. Buổi sáng thì trời lạnh và buổi trưa thì nắng gay gắt như thế này. Dung làm đài truyền hình đó à? Em đang làm vlog chị về, nhớ theo dõi kênh Dung Nhân Dung Dĩa nha. Và nãy giờ Dung Nhân Dung Dĩa đi kiếm cameraman của Dung Nhân Dung Dĩa thì bạn ấy đã bỏ mình, bạn đi mất tiêu rồi. Sau khi ra đây thấy cung đường chạy đẹp quá thì bạn đã không còn đi quay cho mình nữa. Và bạn quyết định chạy luôn 42 cây. Lên. Đây hai bên đường là mọi người đi cổ vũ rất đông. Anh giới thiệu về mình đi anh. Không nghe gì hết. Và mình phải tự sướng. Và mình phải tự sướng thôi. Đồng đội. Đồng đội đang chạy 42 cây và đang đi về phía trước. Do Dung chạy. Ủa còn Linza nào đang bịt mặt mặc áo Eagle kìa. Làm ơn gỡ cái mặt ra coi nào, không thấy ai hết. Linza nào đang bịt mặt đi thế này. Không thấy luôn. Thôi đi. Không thấy luôn. Thôi mình đi. Rất là đẹp mọi người ạ. Cung đường chạy rất đẹp. Đi và... không kịp. À đi nhanh chứ không có không kịp giờ đúng không? Đi ok. Không kịp giờ. Mình sẽ không còn thời gian mà để làm vlog nữa đâu. Chúng ta chạy thôi. Go. Hai chưa? Bao nhiêu km rồi? Mình đâu thầy mình hả? Không thấy luôn. Không thấy thầy đâu hết.
lên 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 đại bàng chạy lên. Ngày xanh tươi sang Việt Nam hoa. Người dân ở Gia Lai rất là tuyệt vời. Mọi người thấy không? Đứng ở khắp con đường để cổ vũ. Và sáng sớm thì mọi người sáng sớm tại hồi sáng lúc sáng là Dung không có quay, nhưng mà mọi người sẵn sàng ra ngoài hai bên đường và cổ vũ đoàn chạy như thế này đó. Đây họ sẵn sàng đi cổ vũ mọi người như thế. Ở những ngã tư đường thì có tất cả những cái chốt chặn của những chú công an như thế này, sẽ chặn lại những cái đoàn xe để cho đoàn chạy bộ chạy qua hết, sau đó là mới cho người dân đi. Và ngày hôm nay thì ở thành phố Pleiku rất là vui, người dân cũng rất là hồ hởi, và đội ngũ xếp hàng như thế này ở ngoài đường thì thật sự các em rất là kiên nhẫn và kiên trì, cũng như là có một cái sức khỏe dẻo dai rất là vui tươi luôn, nên sẵn sàng cười chào mọi lúc mọi nơi. Trên đường đua thì cứ khoảng cỡ 1-2 km thì sẽ có những cái đoạn tiếp sức như thế này, sẽ có những nước uống, có chuối và có nước điện giải, cũng như là phía bên kia thì sẽ có xe cấp cứu, sẽ có xe cấp cứu và ai cần cái gì, thậm chí là có cả chuối nữa, ai cần gì thì đều có sẵn hết. Mọi người khi mà tham gia chạy thì yên tâm, không cần phải lo gì hết, thậm chí là đội ngũ y tế cũng sẵn sàng phục vụ như thế này. Đây, chỉ cần các bạn đau chân thôi, sẵn sàng có người phục vụ các bạn. Và bên này xe cấp cứu lúc nào cũng chờ sẵn. Dạ chưa, vẫn còn hơi. Nhà bà gần đây không? Gần đây hả? Bạn đi đi nhặt chai hả? Vậy hả? Đi gom lại cho nó sạch. Dạ. Hôm nay mình được kiếm hàng hả? Dạ. Bà tiếp tục làm nha, con chạy tiếp đây. Dạ. Dạ, cố gắng, cố gắng. Và rất nhiều điểm tiếp sức như thế này. Và thậm chí ở Gia Lai có rất nhiều cái địa điểm đẹp. Đây, những runner đang về đấy, đang chuẩn bị 21 km, đang sắp về tới đích rồi. Chạy thôi đã muốn mà tắt thở rồi, mà cái gia đình khủng long này là đeo nguyên con khủng long như thế này, và gia đình bạn này thì khoảng 4 người, và Dung gặp trong suốt cái hành trình ngày hôm nay đó, và cùng rồng rắn dắt nhau đi như thế này. Mọi người thấy không, đeo bib chạy 21 cây và mặc bộ đồ khủng long như thế này. Nhìn cái tướng chạy kìa. Và trên đường chạy thì lại bắt gặp một cảnh đám cưới như thế này, cô dâu chú rể rất là xinh đẹp. Đây, cố lên, cố lên nhà trai nhà gái ơi, cố lên. Và rất là đẹp. Đây, nhà trai nhà gái đang đi đón dâu rồi. Ngày vui luôn bên ta. Trên đường đua thì Dung lại bắt gặp một siêu nhân 3 tuổi tay đang cầm bình sữa và đang chạy 5 km nha bà con. Đây, đang chạy theo bố nha. Đó, 3 tuổi, siêu nhân 3 tuổi cũng đang trên đường đua chạy với lại các cô, các chú. Bình sữa đâu mất tiêu rồi, bình sữa bố cầm rồi hả? Đây, siêu nhân 3 tuổi, bố đang cầm bình sữa giùm, đang chạy 5 km. Chạy lên, chạy lên. Và trên đường chạy thì có những đoạn mà những vận động viên sẽ bị chấn thương như thế này, có thể là bị đau khớp gối, chật khớp gối hoặc là bị chuột rút, thì sẽ luôn luôn có những đội cấp cứu sẽ cấp cứu để kịp thời. 100 m nữa là về tới đích rồi. Và bây giờ là Dung Nhân Kẻ đang phát hiện ra ở đây có một cái cây gọi là cây hoa phượng tím nè mọi người. Đó, hoa phượng này thì rất hiếm nha. Ở tại thành phố Hồ Chí Minh thì không có đâu, và mình chỉ có hoa phượng đỏ thôi chứ không có hoa phượng tím được. Thì đây là quảng trường nơi mà các vận động viên đã về đến đích, và Dung thì sắp hoàn thành cự ly 21 km. Thì chỉ còn mấy trăm mét nữa thôi, phía trước Dung đang là vạch đích rồi. Và thật sự
để mà hoàn thành một cái cự ly 21 km thì nó vẫn là hạng gà. Ơi ơi, ra xong rồi hả? Yeah yeah yeah. Thì bên kia là một người bạn của Dung Nhân Công Dẻ đã hoàn thành xong cự ly. Và phía trước thì đã rất nhiều người hoàn thành xong cự ly rồi. Và chỉ còn một ít phút nữa thì Dung cũng sẽ hoàn thành cự ly 21 km trong giải đấu Tiền Phong, giải đấu marathon Tiền Phong lần thứ 62 lần này. Một cái trải nghiệm mà Dung nghĩ là khó có thể quên được. Và bản thân mình thì chưa bao giờ mình chạy những cái km dài như vậy. Có thể là trong những buổi tập thể dục thì Dung chỉ chạy khoảng 10 cây. Có bữa dài nhất thì khoảng cỡ 18-20 cây thôi, chứ không có nhiều giống như đợt này. Và chạy ở trong một cái cung đường nó khá là dốc và nắng như thế này thì thật sự đó là một trải nghiệm và là một cái mà mình cần phải vượt lên chính mình. Bởi vì cho tới bây giờ thì hai chân của Dung nó khá là rã rời. Và mình cảm thấy là có đôi lúc mình cảm thấy là muốn dừng lại. Nhưng mà bây giờ thì mình đã về đích rồi. Đã về đến đích và đây là cái huy chương mà Dung Nhân Dung Dẻ đã lấy được trong ngày hôm nay. Huy chương 21 km. Thì thật sự là giờ này thì đáng lý có cameraman sẽ quay cho mình. Nhưng mà bạn ấy thì đã bỏ mình và bạn ấy chạy 42 km rồi. Ngọc Anh ơi, em chạy bao nhiêu phút? 3 giờ 18 phút. 3 giờ 18 phút. 15 phút chính xác. Đây cũng là một người bạn của Dung Nhân Dung Dẻ, bạn Ngọc Anh cũng chạy. Giảm được 7 cân, hai vợ chồng hả? Tuyệt vời quá. Đó. Và trên cung đường mình đi như vậy thì gặp rất nhiều những người bạn cũng như là đồng đội. Và Dung xin chào quý bạn cô bác tại đây nha. Mình cần nghỉ ngơi một xíu đã, chân tay bây giờ nó đã rã rời lắm rồi, kiếm một chỗ nào để nghỉ cái đã.